các em học sinh yêu quý chỉ có việc ham học hỏi đi đây đi đó để tự tìm hiểu mọi thứ xung quanh mình khám phá nhiều hơn nữa những điều mới mẻ mới có thể giúp bản thân ngày càng tiến bộ ngày càng bay cao bay xa giống như ông cha ta từng căn dặn con cháu mình qua câu tục ngữ đi một ngày đàng học một sàng khôn đi cho biết đó biết đây ở nhà với mẹ đến ngày nào khôn để tìm hiểu nội dung ý nghĩa câu tục ngữ trên hôm nay cô Thanh Tân đọc truyện đôi cánh của ngựa trắng chuyện đọc lớp 4. mời các em cùng theo dõi nhé ngày xưa có một chú ngựa trắng tuyệt đẹp trắng nõn nà như một đám mây bông bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm mẹ chúng ta yêu chúng ta nhất lúc nào cũng can dặn con phải ở cạnh mẹ đây con hãy hít to lên khi mẹ gọi nhé Ngựa mẹ sung sướng gọi con suốt ngày, quên mất việc luyện vó cho con phi dẻo dai, hoặc dạy con những cú đá hậu thật mạnh mẽ. Gần nhà ngựa trắng có anh đại bàng núi, đó là một con chim non, nhưng xài cánh thật vững vàng. Mỗi lúc lượn vòng, cánh không động, khen nghiêng bên nào là trao bên ấy, bóng cứ loang loáng trên mặt đất. Ngựa trắng mê tít cả mắt cứ ước ao, mình bay được như đại bàng một hôm ngựa trắng hỏi anh đại bàng ơi làm thế nào để có cánh như anh đại bàng đáp cứ quanh quẩn bên cạnh mẹ biết đến bao giờ mới có cánh đi với anh một chuyến anh sẽ chỉ cho thế là ngựa trắng xin phép mẹ cùng đại bàng lên đường thoáng cái đã đi xa lắm chưa thấy đôi cánh đâu nhưng ngựa trắng gặp biết bao nhiêu là cảnh lạ Ngựa trắng thích thú vô cùng, nhưng chỉ phiền trời mỗi lúc một tối. Thấp thoáng đâu đây những vệt sáng sao trời. Bỗng có tiếng hú vẳng lên mỗi lúc một gần. Rồi từ trong bóng tối một con sói xám sừng sững hiện ra ngáng đường, sói xám cười man dợ. Ngựa trắng mếu máu gọi mẹ. Mẹ ơi! Rồi nhắm nghiền mắt lại sói xám nhảy trồm lên và nghĩ bụng mình sẽ được một miếng mồi ngon. Nhưng bỗng từ trên cao, một cái gì đó giáng xuống độ sói thật mạnh vào giữa chán sói xám. Sói xám hét to rồi cúp đuôi chạy một mạch vào rừng. Ngựa trắng mở mắt ra, chẳng thấy sói xám đâu cả, chỉ thấy bóng anh đại bàng núi loang loáng bay. Ngựa trắng lại miếu máu khóc, gọi mẹ. Đại bàng dỗ dành. Đừng khóc anh đưa em về với mẹ. Nhưng em không có cánh. Đại bàng cười, chỉ vào bốn chân của ngựa trắng. Cánh của em đây chứ đâu. Nếu phi nước đại, em còn bay nhanh hơn cả anh đi chứ. Thế là đại bàng núi xài cánh bay, ngựa trắng trồm lên và thấy bốn chân mình thực sự như cánh của đại bàng đang bay. Chẳng mấy chốc, cả hai đã về tới nhà.